Quý vị biết rằng cuối cuộc đời con người chúng ta, cái ý niệm cuối cùng cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng, ý niệm cuối cùng luôn. Mình mỗi ngày mình gầy một ý niệm nào là cuối cùng, nó sẽ đi đến cái lúc cặn tử nghiệp nó phát triển ra ý niệm đó. Nếu như bạn mang dục trong một cái tâm trạng sân hận là một ý niệm cuối cùng, thì chắc chắn với bạn cuối cuộc đời bạn sẽ bị đọa trong địa ngục. Vì trong địa ngục là sự chặt chém bầm cắt, mỗi ngày nói mà chặt đầu không biết bao nhiêu cái đầu mà chặt. Vì nó có cái đầu mà sao chặt nhiều dữ thầy? Tại vì cái cảnh giới chiêu cảm nghiệp quả, khi cái đầu vừa chặt một phát, gió thổi mọc đầu, chặt đầu đâu phải đau một lần là xong đâu. Thí dụ như cái đầu mình vừa chặt cái bụp rớt cái đầu xong rồi, đúng không? Nhưng mà ở trong địa ngục nó không phải như vậy. Nó chặt một phát, rớt xuống gió thổi mọc cái đầu, chặt một phát, nên cái sự đau đớn nó không tưởng tượng được. Mà trong kinh Địa Tạng Phật nói rằng là một ngày như vậy là toàn trong cái địa ngục đó là đầu của mình và mình của mình đẩy ra trong địa ngục đó hết chưa? Không tưởng tượng được. Nhưng mà trong địa ngục không có một giây phút được ngừng nghỉ sự khổ đau. Kinh không? Kinh khủng chưa? Nên mới nói là vô gián, là trong cái địa ngục đó không có gián đoạn sự khổ đau. Từ nơi đó mà cái tâm sân hận và cái tâm bực bội của mình nó cứ nổi lên. Mà tâm sân hận nó chiêu cảm quả báo của địa ngục. Mà trong địa ngục nó đã là quả báo rồi mà sân hận ở trong đó, thì làm sao mà thoát ra khỏi địa ngục? Nên trong địa ngục là thời gian cực kỳ lâu. Địa ngục là lâu nhất, rồi mới tới ngạ quỷ. Có nghĩa là qua ngạ quỷ là đã giảm đi một phần khổ. Ngạ quỷ là từ lòng tham, tham mọi mặt, tham mà thành chấp nặng nề luôn. Tham cực kỳ tham, mà chúng ta đa phần gia đình khó khăn, làm ăn khó kiếm được tiền. Cái gì mình cũng muốn vơ vét để đem về cho gia đình mình, mặc kệ người khác khổ đau, bất chấp mọi mặt để rồi phải có. Đó là lòng tham. Lòng tham này nó câu kết thành một cái lòng tham cực điểm. Từ cái nhân nó chiêu thành quả báo. Lòng tham đọa trong loài ngạ quỷ. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta loài người này nó không phải cảnh giới của ngạo quỷ. Quý vị chỉ cần đói vài ngày là bị chết. Nhưng mà lạ thay, trong loài quỷ đói thì cái sự khổ đau của quỷ mà 500 năm không uống được một miếng nước. Quý vị nghĩ đói cỡ nào chưa? Mà có những con quỷ vừa đói khát mà vừa có một con chó chạy theo để cắn con quỷ đó. Vừa gặp nước mừng vô cùng, vừa chạy đến lửa cháy ra liền. Lòng tham. Quý vị tụng trong kinh Du Lan đi, bà Thanh Đề đúng không? Mà con của bà Thanh Đề là Tôn giả Mục Kiền Liên. Bên cạnh của Đức Thế Tôn là bậc thượng thủ thần thông đệ nhất. Thì quý vị biết rằng là thấy mẹ của mình đọa trong loài ngạo quỷ, ngài tự hiện đem xuống cho mẹ một bát cơm. Thị hiện không đó nghe, cho mình cảm nhận á. Thì đem đến một bát cơm thì bắt đầu lòng tham mà nổi lên liền. Vì đói quá quý vị. Quý vị công nhận rằng mình quá nghèo thì cái tâm tình chấp về cái tham của mình còn cực điểm hơn. Tại vì mình quá nghèo mà, nói để chia cho người ta một miếng không được. Nhà có 5 lon gạo mà chia một lon bớt của gia đình con tôi một lon rồi, vì quá nghèo mà. Thì vì biết rằng là bà vừa được một cái chén cơm Tôn giả Mục Kiền Liên đem xuống, thì bắt đầu là bên cạnh là những bạn quỷ xung quanh rất đông, nhưng mà lấy tay áo che lại, che lại. Muốn ăn một mình, từ lòng tham chiêu cảm làm quỷ, mà bây giờ muốn che lại để ăn một mình, không muốn cho người ta ăn, làm sao ăn đây? Vì cái lòng tham mà chiêu cảm làm quỷ, mà từ lòng tham chiêu cảm thành lửa. Bà muốn giữ chén cơm một mình bà ăn là tham, bà không nghĩ cho ai. Thì cuối cùng quý vị biết rằng bà vừa chuẩn bị ăn cơm, chén cơm lửa cháy lên một cái. Tôn giả Mục Kiền Liên gặp tình cảnh đó đau lòng, xót dạ, trở về bạch cùng Đức Phật. Sự việc mẹ con như vậy, dùng cách nào
để mà giúp mẹ con, nên mới có ngày rằm tháng 7 là mùa Vu Lan. Chị thấy, từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, mình phải nhận thức được những việc này. Khi mình nhận thức được rồi thì quý vị mới thấy cái lòng tham nó kinh khủng lắm quý vị à. Lòng tham này là mình phải hiểu để cởi mở nó ra. Nên trước nhất là lòng sân hận, quý vị thấy không? Lòng sân hận là chiêu cảm cảnh giới địa ngục rõ ràng rồi. Lòng tham lam chiêu cảm cảnh giới của ngạ quỷ. Nên mỗi một con người chúng ta hãy xem lại cái tâm của mình, sân hận và tham lam bao nhiêu phần trăm. Nên câu hồi nãy như Đức nói với quý vị rằng, coi buồn giận ai, hận ai, cởi mở ra đi. Đây là cơ hội quý vị đi đến đây nghe được những lời chia sẻ này nè. Hãy cởi mở ra đi, đừng đợi cặn tử nghiệp, nước đến chân chạy không kịp đâu bạn à. Nhớ đó. Toàn thể đại chúng bây giờ hỏi Nhân Đức một câu: thầy còn buồn giận ai không? Nhân Đức nói từ đây tới ngày Nhân Đức chết, đố mà Nhân Đức hận ai nữa đây. Thế vị biết, không bao giờ, không bao giờ đi làm cái chuyện lỗ vốn này làm chi đâu quý vị. Vì sân hận với người khác, hận người khác, buồn người khác là mình đang trúng độc. Mà mình đi để chất độc này trong người của mình lâu làm chi? Chất độc nó mới trúng, chúng ta còn có thể giải dễ. Nhưng để lâu nó đi vào máu mình làm sao chị đây? Đi vào máu là khi chúng ta đọa trong địa ngục rồi đó quý vị à. Còn bây giờ mới tham trong cõi này là nhăn thôi, chuyển lại liền. Chuyển cái lòng tham này thì nó chưa chỗ ra cái quả ngạ quỷ. Quý vị cứ nghĩ làm quỷ khổ cỡ nào chứ. Mỗi lần chúng ta thấy một ông nào uống rượu, ông khạc một miếng đàm là quỷ chạy lại đi giành liếm một miếng đàm đó đó. Riêng đàm thì liếm được, đồ dơ bẩn thì liếm được, kinh không? Mà riêng nước, riêng đồ ăn là không được. Quá kinh khủng như vậy. Còn khi quý vị là người nữ mà có ngày tháng, nên tại sao ngày tháng đó mình phải kỹ lưỡng, chứ không phải là bài bố liện đại vô thùng rác, không phải đâu. Đúng ra người nữ đi đâu cũng phải đồ đạc rồi cái bọc nhỏ nhỏ cầm theo. Lỡ những ngày tháng đến với ngày đó với mình, khi thay đồ đó ra phải bỏ vào cái bọc buộc lại, buộc lại. Đó mới là người kỹ lưỡng gọn ghẽ, chứ không phải là vệ sinh công cộng vô đi rồi liện đại liện càng, vứt đại vứt bừa, không phải. Vì sao? Có những loài quỷ chuyên là ăn những cái thứ dơ bẩn của người phụ nữ khi ngày tháng mà bỏ ra. Khi họ ăn rồi họ sẽ quen cái mùi đó, và họ sẽ tìm đến quý vị vì họ biết người này bày hay. Người nữ nào bày hay thì họ sẽ tìm đến, vì họ đã dùng cái của mình, nên họ tìm theo cái hương vị, cái mùi đó để họ đi tìm mình để dùng thường xuyên. Nên quý vị sẽ thường bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh mắt đường dưới, là bị hương linh nhập. Hiểu chưa? Nên phải kỹ lưỡng, người phụ nữ phải kỹ lưỡng. Còn thí dụ như gia đình mình, con dâu mình đồ sanh đẻ, mình phải biết. Thí dụ như sanh đẻ thì máu dơ giấy, đồ giặt dơ giấy. Khi giặt đồ đó là người phải hiểu biết. Giặt xong rồi nước đó, thí dụ như mình phải kỹ lưỡng đổ như thế nào cho nó gọn. Chứ không phải là dùng quê sông suối, mình đi đổ xuống sông, xuống suối. Vì người ta dưới dòng người ta sẽ múc lên uống hoặc là cúng Phật, nhưng nước nó lại đổ xuống thì con cháu của mình sẽ chịu cái quả báo cực kỳ lớn. Người ngày xưa người ta rất là kỹ như vậy. Khi gia đình có sanh đẻ như vậy, giặt đồ xong người ta đều đào đất phía sau hè và đổ xuống dưới đất và lấp lại, để nó qua những cái vị trí đất đó nó lọc nước nó lại không còn dơ nữa. Còn mình đổ xuống sông là mình rất là ở dơ, các vị biết đó à. Đồ dơ, đồ giấy mà mình ở dưới quê, mà giống như chăn nhà những đứa có một con sông, buổi sáng thì nước lớn, mà buổi chiều thì nước ròng chảy ra và chảy vào. Thì thường là người ta không hiểu, người ta điều cái gì dơ cũng là đổ xuống. Hoặc là nuôi heo, hốt phân heo liền xuống sông. Thì cái dòng sông này là dòng sông chúng ta uống chung, nhưng mà chúng ta tự làm cho nó dơ dòng sông, để rồi tự mình uống nước phân heo.
phải không? Mình hại mình mà còn hại người nữa, tội này nặng dữ lắm cho quý vị biết đó. Rồi quý vị nuôi heo nuôi bò mà nhà quý vị nuôi lại làm dơ giấy, làm chòm sớm kêu riêu, làm chòm sớm nghe mùi hôi háp, nên từ nơi đó mà cái gia đạo quý vị không thịnh được là vì nhiều người kêu riêu quý vị. Ngày xưa một ông vua mà ông làm không phải, bá gia bá tánh kêu riêu mà ông còn bị mắc nước và phải chết, thậm chí là một con người bình thường mà bị người ta kêu riêu làm sao quý vị sống nổi. Nên những điều này quý vị nên xem lại. Quý vị hỏi vì sao dưới quê có nhiều nhà máy xây lúa mà vài năm sau là nhà máy này không thịnh nữa? Một là khi xây lúa thì bụi bặm bay cả xóm làng. Hai là cháu xả xuống sông nhiều loại để làm cho nhân dân bị ảnh hưởng. Từ nơi đó mà vài năm sau thì nhà máy xây lúa này hoàn toàn không thể nào thịnh, toàn là sạt nghiệp. Vì sao? Một nữa là cái gì? Gạo lúa đổ tháo, mà gạo gọi là hột ngọc của chờ ban, nhưng mà mình lại đem hạt ngọc này chà đạp dưới chân hoặc là đổ tháo rơ rớt, cái quả báo bỏ phí lương thực rất là lớn. Nên phước hết thì gia đạo xì. Những điều này vị nên xem lại đó nghe. Nên mỗi một người con người cháu khi mình được nghe đạo thì mình phải làm sao để mình hiểu được, để mình biết duy trì và biết áp dụng vào trong cái cuộc đời của mình. Có nhiều gia đình con cháu rất giàu, của cải sự nghiệp của họ có thể xài mấy đời cũng không hết nữa. Họ nghĩ xài mấy đời không hết, nhưng mà con cháu của họ quỷ của, ăn phân nửa bỏ phân nửa. Đối với người làm công thì chửi rủa xem thường. Con mình cháu mình thì coi như vàng như ngọc, nhưng con cháu người ta coi như là cái thứ rơm rác, vứt đâu vứt, chữ đâu chữ. Cái hành động của mình làm ông bà cha mẹ mà không hiểu đạo. Người ta cũng có ông bà cha mẹ, người ta cũng thương con cháu người ta, nhưng vì hoàn cảnh nghèo mà con cháu người ta đi ở đợ với gia đình mình, mà mình lại coi con cháu người ta không ra gì, coi con cháu mình như vàng bạc châu báu. Cái hành động này của quý vị là đang đẩy con cháu quý vị tương lai đi làm gì? Làm người ở đợ. Xem lại đi, quý vị nên đặt cái vai trò là con cháu người ta là con cháu của mình. Nếu một ngày nào con cháu mình khổ như con cháu người ta, mình sẽ như thế nào? Thì quý vị sẽ biết thương người làm công, thương người làm thuê làm mướn liền. Nhân Đức nói thật, mình đã từng trải qua đi làm thuê làm mướn này quý vị. Mong người ta cho mình thêm một chút tiền lắm quý vị à. Một chút tiền mà gọi là vứt bỏ người ta đó mà mình cần đó. Cần người ta cho mình một chút nữa đó quý vị. Nhưng mà có những người người ta gọi là giống như người ta ép mình vào cái thế gọi là phải làm và cho thì rất là ít. Giống như bắt ép sức lao động mà tiền bạc mà bỏ ra thì rất là ít. Nên trong lòng mình có sự oán thù lắm. Nên những đứa khuyên những người đi làm thuê làm mướn cho người ta, nếu gặp một người gia đình chủ cả mà thiếu đạo đức, quý vị đừng nên oán thù người ta. Vì oán thù người ta mình sẽ tổ phúc của mình càng lớn. Kệ họ, gieo nhân họ gặt quả, mình cứ làm đúng trách nhiệm của mình, từ của cải của họ mình làm đàng hoàng, đừng phí phạm của người ta. Chứ đừng có mà có cái tâm rằng là người ta không nghĩ đến mình nên mình làm cho hư của cải nó chơi. Mình làm như vậy là mình đang tổn đức của mình, thì gia đạo mình đố mà thịnh, càng ngày càng xì. Quý vị đi đến đây quý vị nghe rất là rõ ràng đó quý vị. Nên quý vị biết rằng là trong tất cả những sự nghiệp trong cái cuộc đời này, cái sự nghiệp lớn nhất của đời người mà quan trọng nhất đó là sự nghiệp gì? Giáo dục. Sự nghiệp giáo dục là một sự nghiệp đặc biệt nhất của con người khi được làm vai trò này. Đây là một công việc hướng thượng. Một công việc hướng thượng. Thí dụ như quý vị được làm thầy cô giáo dạy người theo cái quy trình dạy của hiện tại thì quý vị biết rồi. Nhưng quý vị cũng phải kèm thêm một chút về lý luận dạy, về đạo đức cho con em. Nếu như quý vị làm thầy cô giáo có cơ hội mà làm được cách như thế này thì hay quá. Nhưng Đức nói thí dụ như một khóa dạy là nửa tiếng, quý vị nên kèm theo 10 phút dạy cho con em người ta về định luật nhân quả, dạy cho con em người ta về hiếu với cha mẹ, hòa thuận với anh em, thì cái vai trò giáo dục của quý vị thật sự là môn giáo dục hướng thượng. Thí
Thí dụ như bây giờ chúng ta là ngành giáo dục bây giờ cũng thành nghề nghiệp luôn, thành một nghề để mà kiếm sống. Bây giờ chúng ta dạy học, chúng ta phải cần dạy thêm. Dạy thêm và chúng ta phải cho bài làm sao mà cho các em biết được bài vở như vậy, và em sẽ được lên lớp hoàn toàn. Nên bây giờ thí dụ như, nếu mà nói bây giờ mà nói mà trẻ em học lớp 5 á, của bây giờ á, ngày xưa cái thời ba Nhuận Đức á, ổng đi học á, thì ổng học lớp 1 nó còn hơn cái lớp 5 bây giờ nữa, cho quý vị biết đó. Chính Nhuận Đức thấy rõ ràng ba Nhuận Đức ổng học lớp 2, nhưng mà ổng viết chữ quý vị rất là cứng luôn, cái tiếng cái chữ viết của ổng như là một cái người học trình độ lớp 6, lớp 7 vậy đó. Chính Nhuận Đức thấy rõ ràng mà. Thì mình biết rằng là cái môn học ngày xưa, cái nền giáo dục của người ta nó chắc làm sao quý vị à. Còn bây giờ mà nhiều đứa nó học nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như lớp 5 hay lớp 3, lớp 4 gì đó, là bắt đầu mình giống như là nó trình độ lắm vậy đó. Nó gặp mình bắt đầu là nó chào nói tiếng Anh, mà trong khi cái tiếng Việt nó không rành. Vì cái đạo đức, cái học đạo đức nó không chịu học. Mà quý vị, những đức hỏi quý vị, quý vị có muốn con quý vị có đạo đức không? Muốn không? Như vậy tại sao cái chữ đạo đức này quý vị không giảng, không lót cái nền móng đạo đức này cho con? Quý vị hãy xem bây giờ vì sao xã hội nhiều tệ nạn xã hội? Vì cái chữ đạo đức này không dạy. Mà vì sao không dạy? Nói đừng buồn nghe, cả chúng ta cái chữ đạo đức này cũng không biết luôn, sao lấy gì dạy. Quý vị cũng chạy theo bằng cấp, quý vị cũng chạy theo học vị, chỉ cần chạy được rồi. Con mình chỉ cần năm nay lên lớp hơn người à, con tôi vậy vậy vậy, trình độ vậy 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 đó, đi về nhà nó chửi mình một chập, nhưng giấu đi, bước ra à nó bằng cấp gì 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 đó, con tôi gì về nhà chửi mình. Quý vị thiếu cái gì? Đạo đức. Vì thiếu đạo đức, đã là thiếu đạo đức thì là gì? Ác. Thiếu đạo đức là ác, nhớ đó. Ngày xưa con người ta, quý vị biết rằng từ cái hiếu thảo làm ta chọn làm quan. Tôi không cần trình độ anh nhiều, anh hiếu với cha mẹ anh, chòm sớm nó đều khen anh là người con hiếu thì người này làm quan. Vì người xưa người ta dùng cái câu làm quan như phụ mẫu, hiểu không? Mà đã người con này hiếu với cha mẹ họ thì họ sẽ làm cha mẹ người khác được, đúng không? Mà họ đã làm cha mẹ người khác được là họ thương người dân liền, không nói dòng dôi chứ, họ sẽ thương dân như con vậy đó. Nên họ làm quan thanh liêm. Nên người ta chọn người làm quan là từ con hiếu mà ra. Góc độ của người con hiếu nó cực kỳ sâu sắc. Mà cái chữ hiếu ngày xưa người ta dạy hiếu với cha mẹ người ta, mà còn phải hiếu với cha mẹ người khác, hòa thuận với anh em người ta, mà người ta phải hòa thuận với anh em người khác, nên người ta có thể có khả năng làm quan, làm quan như phụ mẫu. Nhớ. Nên điều toàn là ngay cái chỗ là chúng ta thiếu đi cái chữ đạo đức, không được gây dựng từ khi còn nhỏ về chữ đạo đức. Như vậy thì học vị bây giờ học để làm gì? Học để kiếm tiền. Đa phần học để kiếm tiền, phải không? Vậy thì bỏ chữ gì rồi? Bỏ đạo đức rồi. Cũng vì bỏ đạo đức mà bây giờ tệ nạn nhiều, đúng không? Quý vị có công nhận chỗ này không? Đó. Nên mỗi một người chúng ta nên nhận thức đi quý vị. Bây giờ những đứa học trình độ lớp 3 mà những đứa nuôi bao nhiêu bà già là nhờ những đứa học được cái gì? Đạo đức. Nhờ học được đạo đức mà những đứa nuôi bao nhiêu bà già. Chùa chúng ta bây giờ 1,300+ người, qua cái lễ này nó còn tăng lên có chừng 1,400 luôn bây giờ, 1,500 luôn bây giờ. Thì trong 1,300 người đó là đã có 800-900 người già rồi. Chỉ có học cái đạo đức như vậy mà những đứa còn nuôi thêm được 700-800 người già. Trong khi chúng ta ở nhà một người cha, người mẹ mình
mà có khi mình còn chưa nuôi được. Không phải là mình không có tiền, mà mình lại không biết cách để nuôi cha mẹ mình. Khi nuôi cha mẹ mình thì mình nói ông bà già khó quá. Có khi mình đem đồ ăn về cho ăn, mình đi cực khổ mình mua đồ ăn đem về đưa cho ăn, ăn rồi chê khen không chịu ăn này kia được. Nói làm sao? Ăn đi, cực khổ lắm đó, bây giờ làm ăn không có dễ đâu. Người ta muốn ăn không có mà ăn đó. Nói mà cái mặt như nè. Muốn ăn không có mà ăn á. Già rồi, dễ chút đi để cho người ta nuôi. Đừng có khó khăn quá, coi chừng chết á. Không, không phải nói là quơ đũa cả nắm đâu quý vị à. Nên người xưa nói cái câu á, cha mẹ mà thương con thì vô bờ vô bến, mà con thương cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Tính không? Có tính không? Mẹ đẻ 5 đứa con, nuôi được 5 đứa con khôn lớn. Nhưng 5 đứa con khôn lớn không nuôi được một mẹ mình. Kìa anh hai kìa, mẹ chia tiền cho anh hai nhiều, tại sao mà anh hai không nuôi đi mà bắt mình con nuôi à? Ai cũng được chia tiền hết trơn á. Nuôi á, người nuôi 1 tháng. Đá ông già bà già này cũng như trái bóng gì, ăn cơm này làm sao ăn vô. Thôi cứ để họ đá đi, để nó đá mình vô trong hộ pháp. Đá tới đá lui cuối cùng nó đá mình vô hộ pháp à. Khổ quá rồi, bây giờ phải đi tìm đường. Đi về chùa, đi về chùa lễ Quan Âm, về gặp bà già thỏ thẻ, cầm thêm chiếc máy nghe pháp tặng bà cụ nè. Cụ, con đi chùa con đặt được 10 chiếc máy nghe pháp, cụ con tặng cụ nè, cụ nghe đi, thầy giảng vui lắm. Bà nghe xong bà kiếm đường đi, từ chiếc máy nghe pháp mà kiếm đường đi đó. Trong chiếc máy nghe pháp có số điện thoại đó, điện hỏi chùa ở đâu, rồi tìm đi, nghe không? Nên mình đi về chùa một chiếc máy niệm Phật, một chiếc máy nghe pháp, mình coi ông bà cha mẹ mình đem gì mình tặng cho ông bà cha mẹ. Mẹ ơi, con vừa đi chùa mấy ngày lễ Quan Âm Bồ Tát, con hồi hướng cầu an cho mẹ, con tặng mẹ món quà nghe, chiếc máy nghe pháp nè, chiếc máy này niệm Phật nè, chỉ mẹ mình, chỉ ba mình. Khi mình gần gũi cha mẹ như vậy nó quý hơn là đợi cha mẹ chết rồi mình hả cái miệng rồi mình khóc. Lúc còn sống thì không chịu lo đâu, mà lúc chết rồi đứa là bà ơi bà ơi bà, sao mà bỏ con vậy bà ơi bà, khóc vậy đó. Khóc vậy đó mà khi chắp điếu xong lại dành tiền. Vừa chắp điếu xong bắt đầu là chia chép. Chia mà không công bằng thì cứ lộn, quýnh lộn. Dùng cái thứ ác ôn. Nghe không? Nghe sao mà nó dính quá. Cho quý vị biết nó dính, nó tùm lum hết chứ. Nghe không? Phật pháp mà nói nó không dính thì sao nghe? Dính nó mới nghe. Còn chưa dính, chưa dính thì mình cảnh giác. Phật pháp là một phương pháp để ngăn ngừa chúng ta trước khi đi tạo tội. Còn tạo tội rồi là một phương pháp để giúp chúng ta giải trừ cái tội, để trở thành một con người thật. Đã là con người sống trong cuộc đời này không được nghe đạo thì phần nhiều ai mà không hư. Nghe đạo rồi mà chúng ta có khi còn hư đấy mà. Nên chúng ta cần phải có thời gian để mà điều chỉnh nó. Giống như một tấm gương bụi bặm đóng nhiều năm nhiều tháng, lau một lần lau chưa sạch thì phải lau từ từ. Lau sạch bao nhiêu thì thấy hình mình được trong đó bao nhiêu. Khi lau bóng hoàn toàn thì hình mình rõ ràng hiện trong gương. Nên mình có khi mình cũng nhìn cái mặt mình trong gương đó, nhìn cho kỹ cái bộ mặt thật của mình đó. Nghe không? Mình mỗi ngày á, tha son đánh kem,
chải tóc cho đẹp để diện trước mặt bao nhiêu con người nhìn mình, nhưng mà mình quên đi cái bộ mặt thật của mình. Như những đứa mỗi lần cạo đầu, những đứa mở mắt ra, những đứa nhìn cái mặt của mày vô duyên, dùng cái thứ bộ mặt ác ôn chửi mình. Mày ác ôn chỗ nào? Mày tâm địa mày xem lại đi, mày ác ôn chỗ nào? Không? Rồi cái ý nghĩ của mày, mày nghĩ cái gì? Mày đang gạt người, mày đang gạt mày, gạt người đó, mày phải không? Mình nhìn vô bộ mặt mình chỉ mình, rồi mình chửi mình, rồi mình xem lại mình, rồi để mình điều chỉnh mình. Ông thầy ông nói đó, sân hận thì đi vào địa ngục, tham lam đi vào ngạ quỷ. Còn nếu như mày làm hai điều đó gọi là ngu si, ngu si mày đi vào súc sanh đó con. Xem lại mình coi mình sao, để rồi điều chỉnh. Hiểu không? Điều chỉnh lại liền. Nên quý vị biết rằng là đa phần chúng ta bây giờ là cái nghề chúng ta là gì? Kiếm tiền. Đa phần là phải kiếm tiền. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là chúng ta quên hai chữ đạo nghĩa, bị đánh mất đi quý vị. Nên bây giờ chúng ta về đây, chúng ta ngồi học tập với nhau, để mỗi một con người chúng ta nó khai quật lại vì cái đạo đức sẵn có của mình đi quý vị. Nó có sẵn mà chúng ta ấp lấp nó, bỏ nó qua một bên, không chịu khai quật lại đó. Nó những đức cũng là một thanh niên hư hỏng hay ho gì. Chúng ta là những người đang bị bệnh, nên chúng ta là những người phải căng cùng nhau trị bệnh. Ngồi vậy là đang trị bệnh nè. Mà muốn trị bệnh được đặc biệt nhất, quý vị muốn đoạn lòng sân là khó lắm. Mà cái lòng sân từ ý niệm, phải dùng ý niệm này bỏ câu Phật hiệu vô để nhớ Phật. Dùng cái miệng này niệm Phật thì ý niệm nó nhớ Phật, thì cái miệng niệm Phật. Hai việc này mà được rồi thì lòng sân sẽ giảm. Dùng câu Phật hiệu để giải trừ lòng sân. Một cái lòng tham cũng từ ý niệm mà tham, đúng không? Bây giờ chúng ta dối lấy đồ của người ta, ví dụ đi. Ví dụ như món đồ để ở đây, cái đầu tiên chúng ta quan sát đó là ý niệm. Cả cặp mắt này nhìn cũng hoàn toàn là ý niệm điều khiển cặp mắt, phải không? Ý niệm nó nghĩ món đồ, cặp mắt nó nhìn món đồ, cái tai nó chơm món đồ. Mà ý niệm là chủ chốt. Như vậy thì muốn thay đổi được cái lòng tham này thì phải nhớ Phật. Dùng cái ý niệm nó thành ý niệm nhớ Phật. Mà ý niệm nhớ Phật thì miệng sẽ niệm Phật. Mắt sẽ nhìn Phật. Tai sẽ chấp tai với Phật. Còn nếu như mà không đem cái ý niệm này để đắp vào nhớ Phật thì tức khắc ý niệm này sẽ loạn liền. Đủ thứ loại từ ý niệm mà sanh ra. Hai điểm đó mà được rồi thì nhất định người thông minh không ngu si. Thông minh liền. Đó. Nên mỗi một con người chúng ta quý vị phải đem cái ý niệm nhớ Phật là điều cực kỳ hay. Ban đầu thì chưa đạt được, nhưng dùng miệng niệm Phật. Giống niệm cho có vậy đó. Niệm xạo vậy đó. A-di-đà-phật. Niệm Phật mà giống như ăn trộm vậy đó. Nhìn giáo giác. À ban đầu cái miệng niệm không có tâm nhiều đâu, nhưng mà cũng từ ý niệm mà sanh ra. Nhưng mà ý niệm này cực kỳ yếu luôn, yếu lắm. Nhưng mà rèn lâu ngày nó thành ý niệm cực kỳ mạnh khi nhớ Phật. Phải luyện có thời gian. Luyện có thời gian. Hình như những đức đấy, mỗi một thời học tập chúng ta có một đề tài rất quan trọng quý vị. Nội dung thì nó quân bình thôi, nhưng mà cái đề tài là cái nhắc nhở rất sâu sắc. Vì để ý đi, như hôm nay chúng ta học tập như thế nào sẽ giúp cho cha mẹ và báo hiếu cho cha mẹ bằng một cách rốt ráo được đây. Vì mỗi một người chúng ta ai cũng có cha mẹ, người thân. Mà chúng ta gặp được Phật Pháp như thế nào chúng ta mới giúp cho cha mẹ mình được đặc biệt. Quý vị biết rằng là thí dụ như chúng ta ngoài đời lo cho cha mẹ cơm ăn áo bặn, lo cho cha mẹ cuộc sống ổn định, đó cũng là hiếu. Nhưng có khi
cha mẹ lại sát sanh ăn thịt. Cái hiếu này cũng là mặt thế gian. Khi cha mẹ mình mà mất đi á, thì cha mẹ mình lại bị đọa lạc trầm luân. Thì việc này chưa phải là hiếu rốt ráo đâu quý vị à. Nên ở trong nhà Phật có cái câu mà Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, vì chính ngài tu hành chứng quả và giúp cho mẹ từ trong cái địa ngục ra khỏi địa ngục và sanh lên cung chờ đau lợ để hưởng phước, nên mới có câu là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nên bây giờ mình cũng nương dựa vào những người xưa. Hôm nay mình biết niệm Phật, mình chân thật mình đem cái pháp môn niệm Phật này mình giới thiệu cho cha mẹ của mình. Thí dụ như mình ở nhà vì cái gia duyên bận bịu quá, mình nên tìm đa dạng phương tiện làm sao mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến đây một hai lần, tìm mọi cách giúp cho cha mẹ thử như thế nào, để cái nhân duyên có khi cha mẹ mình thấy rằng đi đến chùa này có nhiều người già, cha mẹ sẽ được chơi chung, cha mẹ sẽ được gần gũi rất nhiều người già, và thêm có ông thầy hô. Sẽ chọc cho cha mẹ cười mỗi ngày. Mình nói vui vui vậy đó. Có nghĩa là mình lăn xê lên tương đối đặc biệt, để cho cha mẹ được đi một hai lần, rồi quen, rồi thích, rồi từ từ mình mới đưa cha mẹ đi đến chùa. Đây là một cái cách mà có một vị thiền sư mà ngài cũng làm, đưa cha mẹ về chùa và xây cho cha mẹ một cái liêu thất, rồi dạy cho mẹ niệm Phật, rồi cuối cùng mẹ giảng sanh. Ngài nói rằng là bổn phận làm con của ngài cảm thấy rất là nhẹ nhõm và vui. Nên từ nơi đó mà mỗi một người làm con chúng ta nên dùng đa dạng phương tiện. Nếu như cha mẹ không đồng ý thì thôi, nhưng mà mình cũng đã hết lòng hết dạ đối với cha mẹ. Việc này quan trọng lắm quý vị. Vì chùa chúng ta đang hưng khởi cái việc mà nuôi người già, nhất là quý vị đi qua chùa mới vì thấy rõ ràng cái cơ ngơ rất đồ sộ mà để nuôi người già, phòng ốc nhà cửa rồi nhà đi lên lầu đi thang máy được không. Từ nơi đó mà có nhiều người già mình dẫn ta đến ta thích đó nghe. Mà nhất là người già nó cùng tần số với người già, họ chơi chung với nhau họ rất là thích. Có khi mình ở nhà mình cái công việc của mình bận quá, để cái thời gian mà mình gần gũi với cha mẹ ít lắm, nhưng mà ngộ thay có những cái nhân duyên rất lạ. Có khi cha mẹ cùng với con cùng với cha mẹ là nó có một cái tình cảm rất đặc biệt, nhưng lại gặp nhau thì có khi lại không thuận, nói chuyện họ không nghe, hoặc là gặp nhau cái là bực bội mà xa nhau thì nhớ. Cái này gọi là cái nghiệp duyên gì đó mà kỳ cục. Gặp nhau thì thấy bực bội sực sực nha, nhưng mà xa nhau lại nhớ. Và có những cặp vợ chồng già cũng gì nữa, dặn lẫy cái gì đâu á, không có hòa thuận, nhưng mà thử chết cái khóc hu hu, rất là kỳ cục nghe. Cái này là cái phải xem lại. Nhớ, chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, những cái gì vướng chúng ta khi cuối đời mà không giảng sanh được thì bây giờ chúng ta hãy tranh thủ để sở nó ra đi, đừng để khi mà nước đến chân chạy không kịp. Có khi cái nghịch duyên mà lúc mà còn sống này mà nó lại có cái gì vướng đó nghe, là nó sẽ đến khi cặn tử nghiệp nó mới xuất hiện. Cặn tử nghiệp nó xuất hiện là nó trở ngại mình đó, không giỡn đâu. Có một cặp vợ chồng ở trong chùa, mà hai vợ chồng ở chung trong chùa mà là hẳn nhau từ ngoài đời vô chùa luôn. Quý vị, hẳn nhau lắm, ghét nhau lắm, nhưng mà cũng đẻ được mấy đứa con. Mình nghĩ rằng là hẳn nhau, ghét nhau thì nó không có đẻ con đâu quý vị. Tại vì đâu có thương đâu mà gần gũi mà đẻ con. Những đứa hỏi, ủa vậy mà hẳn như vậy rồi chắc khỏi đẻ con đúng không? Thì bà cụ bà nói rằng là nó hặn cái mặt thôi chứ cái khác nó không có hặn. Kỳ cục ghê. Nghĩa là nó hặn bằng ngày bằng đêm nó không hặn.
đúng không? Nên từ nó đó nó rất là lạ nha. Xong rồi quý vị biết rằng là cứ lạy dặn lạy thôi, nhưng những đứa biết là trong tâm thương nhau mà cứ bên ngoài là làm bộ, cứ làm bộ vậy đó quý vị, mà nó kéo dài đến khi mà ông mắc, kéo dài đến khi ông mắc. Khi ông mắc á thì bắt đầu quý vị, ông chưa có mắc, ông chuẩn bị mắc thì lúc đó bà mới đến. Bà đến mà bà muốn vô gặp ông cho bằng được. Vậy đó mà bà vô bà gặp ông mà bà giống như kéo lôi, rồi bắt đầu than thở. Thì lúc đó con quan gia nó kỳ cục là nó kéo lôi than thở và mới tỏ bài là tôi không có hận ông đâu, tôi như vậy thôi chứ tôi không có ghét ông. Bây giờ tôi nói hết cho ông nghe. Rồi vừa nói xong là ổng sao biết không? Thầy kinh chưa? Cái này là tiêu rồi đó. Tại vì nói cái lúc đó là cái lúc mà người ta đang quan trọng nhất. Nhưng mà bà đòi vô cho bằng được, bà nhào vô cho bằng được. Ghê chưa? Thấy con quan gia nó kinh cho quý vị. Cản không được, thấy không? Nên lúc còn sống này á, giải tỏa đi. Cứ gặp nhau nói rõ hết đi. Cái gì cần nói đi. Hãy nói đi Lan. Chưa? Nói đại đi. Chứ đừng có đợi đến lúc mà gần hấp hối rồi mới nói, đúng không? Kéo lôi nhau để làm gì trong lúc khi sắp sửa về cực lạc? Để cho người ta yên, người ta đi đi, đúng không? Nhưng mà con quan gia nó đâu có tha cho mình. Nên những đức nói rằng là lúc còn hiện tại còn xấu phải giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ mỗi một người ngồi ở đây nè, quý vị xem lại coi mình đang còn buồn giận ai không? Xem lại đi, nhiều người lắm nè. Bây giờ mình kêu họ đừng có buồn giận ai thì không hay đâu. Mình kêu họ tự xem lại lương tâm mình đi, có mình có còn buồn giận ai để trong tâm không? Cỡ mở ra. Người ta không cỡ thì mình cỡ. Mình cỡ trước thì mình mát trước. Được chưa? Chứ sao? Thì nghĩ đi. Mát là vui vẻ an lạc á, hiểu không? Mát mẻ vui vẻ an lạc thì mình cỡ trước thì mình mát trước. Còn họ cỡ sao thì họ mát sao. Quý vị chọn đi. Không lẽ dại khờ gì mình đi cỡ sao? Nghe cái cỡ liền. Đúng không? Nghe cái cỡ liền là mát liền. Nó nên á, tuyệt đối không có để cái buồn trong lòng. Nghe cái là cỡ ra liền đi. Nghe không? 1, 2, 3 cỡ. Hiểu không? Nó vừa nghe cái như một liều thuốc vậy đó. Nó cỡ mở cái tâm buồn giận nó ra liền. Vì để cái tâm buồn giận á, nó không có lợi ích gì đâu quý vị à. Đó. Nên bây giờ á, những đức thấy rằng là cái duyên của những đức với người già nó rất là lớn nha. Nên cái người già mà cha mẹ mình mà mình dẫn đến gặp những đức là họ có khi họ thích. Gặp nói chuyện, nghe nói chuyện họ thích. Với thêm một cái nữa mà mình bật những cái công đoạn mà trong chùa mà làm đám cho các cụ lên cho họ coi. Từ hôm nay chùa mình mà có người mắc là những đức sẽ có một đoạn nói chuyện. Và sẽ quay cái đoạn mà đưa đi lên đài quả tán. Rồi quay cái chỗ quả tán luôn cho họ coi. Để cho mỗi một người già khắp nơi nơi, cha mẹ của mình quý vị muốn dễ giúp á, là vì cho họ coi công đoạn đó. Những đức muốn phân tách kỹ cho họ nghe về cái việc vô thường của đời người và làm sao để lo được cái chuyện giải thoát của cuộc đời mình như thế nào thế nào. Và khi đưa đi mà mọi người ai cũng đưa đi đông đúc vui vẻ, khoát tay rồi chào nhau, rồi đưa lên đài quả tán đẹp quá, họ thích, họ đến đây ở. Kệ quý vị à, chúng ta đến với cái cuộc đời này, những gì mình làm được trong cái cuộc đời này mình làm được, mình cố gắng. Tại vì đó là những việc ý nghĩa của cuộc đời người. Thật sự mà nói thì cuộc đời con người ai cũng sẽ qua đi, ai cũng sẽ chết một lần. Việc này không cần lo trước hay sao? Quý vị biết rằng là con người chúng ta có rất nhiều cái thứ mình lo, nhưng mà lại không dính dáng gì đến cái chuyện sanh tử của đời mình. Quý vị công nhận không? Hình như đa phần mình lo những cái chuyện ở bên ngoài không mà quý vị. Và dành những cái thời gian lo đó, nó chiếm ưu thế nhiều quá. Thật sự mà nói, nó chiếm ưu thế quá lớn.
Nên mỗi một người mình hãy xem lại, hãy xem lại bao nhiêu người già đã đi qua. Cái sự lo của họ toàn là cái lo cái bên ngoài không mà biết bị. Khi mà cặn tử nghiệp của cuộc đời, khi gần chết là cứ là nhìn vô cùng thê thảm. Mà chúng ta ngoài đời chúng ta cũng nhìn được cái việc đó, nhưng chỉ nhìn được và thấy được, nhưng chúng ta lại không có một phương pháp để mà giúp cho họ giải thoát. Có nhiều người mình thấy họ thê thảm khi cặn tử nghiệp gần chết, quý vị. Cứ nằm thoi thóp, cứ nằm đó. Đi coi, thê thảm quá. Hiểu không? Thì từ nơi cái chỗ đó mình nhìn thấy, trời tội nghiệp quá. Vì đâu mà gần cặn tử nghiệp gần chết mà nhìn tội nghiệp quá. Thở gì đâu mà hít từng hơi thở. Mà khi mà thở gì là chết rồi nè. Nó lên không quý vị, là sắp chết rồi đó. Nó lên không mà nó không hít, nó không buông xuống mà hít lại là sắp chết rồi đó. Nên con người mà khi mà thở ra mà hít được vô, tuy là thở khó nhưng mà hít lại được, là con người này còn có thời gian vài ngày. Nhưng mà khi thở lên không á, thở lên cái là nó ngừng lại, lên tiếp tục lên chút nữa là chừng 2-3 hơi đi. Vì để ý nha, thì mình nhìn thấy rằng tất cả những sự nghiệp gì trong cái cuộc đời của họ tạo, tôi của cải vật chất nhà cửa rồi vợ chồng gì đó, thì tất cả những thứ này không có cái gì của mình hết quý vị à. Mà không có một người thân nào mà giúp đỡ mình, hỗ trợ mình được. Mà đa phần là ở ngoài đời là toàn là trở ngại, ít biết, ít biết cái chuyện giúp về linh thức của họ. Quý vị nhớ nè, một con người đi đến với cái cuộc đời này không phải chết là hết đâu quý vị à. Chết không phải là hết, mà chết là nó thay đổi một cái thân mới. Giống như bây giờ mình thiếu phước, mình có một căn nhà nhỏ, phước mình lớn lên căn nhà mình lớn. Thì giống như bây giờ mình được phước duyên làm người, nếu như mình không có phước nữa thì mình sẽ hạ cấp. Vì trong lục đạo luân hồi nó có tam đồ ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta săn hận rất là mạnh, cái săn hận này cực điểm luôn nha, thì nhất định quý vị sẽ chiêu cảm cái quả báo, đó là địa ngục. Mà địa ngục là kinh khủng lắm. Cái tâm săn hận là cái tâm buồn giận hận thù. Vợ chồng sống với nhau, anh em với nhau, gần nhà mà lại bất hòa, kênh nghịch với nhau. Hoặc là chòm sớm láng giềng, mình đang cười nhưng mà gặp nó cái là mày có đứa gì đâu mà trời ơi, đang vui mà gặp mặt nó. Đó 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 đó, săn hận như vậy đó quý vị. Thì cái tâm săn hận này nó câu kết để thành cái quả báo khi cuối đời. Cái quả báo này là trong địa ngục. Quý vị biết vì sao mà người ta đọa trong địa ngục mà ở trong đó rất lâu mà không ra được không? Vì trong địa ngục mỗi ngày bị đánh, bị giết. Mà quý vị, bây giờ những đức hỏi quý vị là mình bị đánh làm sao mình cười được? Bây giờ đánh một cây đau, đánh 10 cây đau, đánh 100 cây thì nó càng đau. Chứ làm gì có cái chuyện đánh một cây đau, đánh 10 cây thì sướng, 100 cây càng sướng, không có chuyện đó đâu quý vị à. Hiểu không? Nên nói rằng là thế gian này vui là giả, khổ là thật. Hãy vui giả không? Vui giả mà khổ thật. Thấy không? Vậy là có cái gì thật đâu. Vui giả mà lại khổ thật. Vợ chồng vừa đến với nhau đám cưới cười hú hí, đa phần phải cười mới cưới được. Thấy không? Có những mối tình mà không thương nhau mà đến với nhau, nhưng cuối cùng cũng phải thương. Nó bồi dưỡng tình cảm từ từ. Nên từ nơi đó mà ban đầu đám cưới cười, nhưng mà vui thì giả. Rồi 1-2 tháng hay nửa năm, 1 năm bắt đầu có bầu, bắt đầu lúc đó quý vị chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị bắt đầu khổ rồi nè. Vui đó rồi khổ đó. Thấy không? Từ nơi đó vui là giả, khổ là thật. Rồi cả cuộc đời vì một gia đình đó, rồi cuối cùng tạo nghiệp vì gia đình đó, rồi chúng ta đọa lạc cũng vì gia đình đó. Có nghĩa là đi đến với cái cuộc đời này cuối cùng là quan gia gặp nhau, thương hận. Có không? Thương rồi hận. Cái tình thương giữa con người đến với con người và cái hận thù giữa con người đến với con người chỉ giống như cái lật bàn tay vậy đó. Bây giờ quý vị đang thương những đức,
Và những đức làm thì quý vị hẳn những đức cực kỳ dễ luôn. Và làm thì quý vị thương thì hơi khó có thời gian, nhưng mà làm thì quý vị hẳn cực kỳ dễ luôn. Bây giờ quý vị ngồi đây những đức chỉ cần chữ một phát thôi là vía Quan Âm kỳ sau không đến luôn. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ những vị trưởng đoàn thôi, quen nhau thân gì tự nhiên những đức chửi quá trời chửi, la quá trời la, từ đó vì sao đố mà mang cái mặt ngồi đây nữa. Nó thật sự quý vị hẳn liền đó, mắc cỡ. Dẫn người đi tu ngồi đau chân để nghe thầy giảng, ông thầy này ông vô duyên tự nhiên ông chửi tôi à. Mấy bà kia nói thôi bà thầy thử mình, thử gì mà thử, chửi gì mà mai mai mốt đố mà tôi đi đó tôi tu nữa, thứ ông thầy hung dữ mỏ nhọn. Từ đó về sau bắt đầu là hẳn, nên thương á là nó bồi dưỡng rất là lâu quý vị. Nhưng mà cái hẳn như một ly nước đổ đi, quý vị thấy có những cặp vợ chồng mấy chục năm thương nhau, trời ơi bao nhiêu lời ăn ái, bao nhiêu tình cảm, vậy mà khi đụng một cái chuyện gì là hận thù kinh khủng luôn, mà muốn hàn gắn là không có được. Nói rằng ly nước đã đổ rồi, không thể nào mà hốt lại được. Nghe có khi là mấy chục năm thương nhau mà tự nhiên tức tát tay một cái thôi, vậy mà trở thành hận đó quý vị, hận luôn đó, thì thấy không? Nên thương nhau bồi dưỡng mấy chục năm, hận nhau chỉ có một cái tát tay, một lời chửi rủa là trở thành hận. Nên quý vị thấy, bởi vì trong cái cuộc đời này chúng ta lại đặt vấn đề nặng nề về tình thương và khổ đau về cái hận. Nên trong nhà Phật có nói câu là thương là giả, mà đi đến hận, hận là thiệt. Nó thấy chưa, phải không? Bây giờ những đức nói với quý vị nghe nè, có những vợ chồng mà mình sống với nhau mình đã đẻ cho người ta mấy đứa con luôn, nhưng mà muốn để mà sống cả đời hạnh phúc thì việc này cũng hơi khó. Mà lỡ gãy đổ, gãy gánh thì bây giờ muốn gáp lại hoặc là trở lại mà cái tình bạn khó lắm. Nói là nói bằng cái miệng vậy thôi, chứ trở lại là cái tình bạn cực kỳ khó luôn quý vị à. Khó lắm, nó thiệt đó. Nó có một cái dấu ấn gì đó mà không thể nào hàn gắn lại được. Và thí dụ như họ là chồng là vợ của mình, mà để họ đi lấy người khác mà nhí nhảnh bên cạnh mình, dù là họ không còn gì với mình đó, nhưng lạ thay, mình không thể nào mà có thể bình thường được đâu quý vị à. Đúng không? Không có bình thường được đó, thấy không? Nên mình rất là may mắn mình gặp được Phật Pháp, vì Phật Pháp nó có một khả năng lý giải cực kỳ sâu sắc để cho chúng ta có một phương hướng chọn lựa. Phật Pháp đặc biệt không cho mình phương hướng chọn lựa. Nên mình đi về đây mình dự lễ, những đứa có thể nói chuyện với vị cười mỗi thờ, nhưng mà có những thờ nói chuyện nó cũng phải lắng động tâm lại một chút quý vị à. Phải lắng động tâm lại để mình đi đến đây rồi mình đem một cái thứ gì về mà đặt vào tâm mình để nhắc mình với cái cuộc đời này vô thường lắm. Cuộc đời có mấy mươi năm ngắn ngủi à, không lẽ đợi đến khi bệnh đau và đợi khi gần chết chúng ta mới lo? Tại sao bây giờ chúng ta không lo đi? Những đức khuyên quý vị câu vật hiệu này hay lắm. Quý vị hay tập niệm đi, rất là đơn giản, rất là dễ. Cứ là đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hiểu không? Cứ niệm đi. Thí dụ như mình ngồi đây mình nghe ông thầy cũng giảng đi, mà có những lúc tự nhiên cái miệng của mình nó cũng đặc biệt lắm quý vị, thành quen. Cái miệng mình cứ nhép 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 viết nó quen à. Mà cái miệng này mà nó nhép niệm Phật viết nó không có nhép nhiều chuyện. Nó không có nhép nhiều chuyện quý vị. Cái sức cảnh tỉnh từ tâm của mình cao độ lắm. Tập quen đi. Thí dụ như một người con gái trẻ mà niệm Phật thường xuyên là viết tự nó đẹp. Tại vì cái tâm của nó hiện ra một cái tâm an lạc. Nó hiện tướng liền, từ từ nó hiện tướng. Mà duyên người này rất là lớn luôn. Nên tập niệm Phật đi. Nên từ nơi đó mà về đây quý vị nghe gì quý vị thấy không? Ngồi nóng nhưng mà xứng đáng. Ngồi nóng nhưng xứng đáng. Những đức nói cũng hết mình với quý vị á. Chứ quý vị thấy cái cần cổ này mà không đơn giản nha quý vị. Nói chuyện cái kiểu này mà cần cổ này vẫn còn nói được là không giỡn đâu. Người ta nghĩ rằng chiều người ta phải dưỡng sức để người ta lại Quan Âm kìa.
Nhưng mà những đức thấy quý vị về thấy cảm động quá. Trời ơi, gì đâu mà nằm ngủ vậy đó buổi trưa mà nóng thấy tội nghiệp ghê. Mình đi tới đi lui lan can mình nhìn qua mình thấy đúng là thê thảm. Nằm về đâu mà trời ơi. Hồi sáng những đức đi từ bên cầu thang đi qua quý vị, có một bà già bà nằm ngay chân cái đường luôn. Không có một cái gối. Bà nằm lên đâu dép. Kinh chưa? Đây là thấy rõ ràng luôn á. Mình đi ngang mình chắp tay Bồ Tát. Bồ Tát đập dơ đi tôi đi nghe. Thấy không? Nên bởi vì người ta đến với mình như vậy, mình phải làm sao trả lại cái tấm lòng đó cho người ta. Mình đem hết những cái gì mình có thể làm được trao cho nhau. Hiểu không? Hết lòng hết dạ quý vị thấy không? Bữa nay là bữa thứ ba rồi. Giờ này là sắp sửa kết luận rồi nè. Tối đêm nay chúng ta sẽ xa nhau, tạm xa nhau. Không có cuộc vui nào mà không tàn quý vị à. Thấy không? Tình cảm gì trong cuộc đời này rồi cũng sẽ tàn. Cũng sẽ xa nhau thôi. Đừng ngậm ngùi khi xa nhau. Nhớ nghe quý vị. Chúng ta cứ niệm Phật đi, chúng ta sẽ gặp nhau à. Đúng không? Gặp nhau trong cuộc đời này nhiều cái khổ quá. Ngồi đây nghe pháp cũng đổ mồ hôi, nức nỗi khó chịu vô cùng. Tại sao chúng ta không niệm Phật để hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, không có đổ mồ hôi. Dù là đi về đây cũng an lạc, quyết định tu hành. Nhưng nội mà cái chuyện mà ăn ở sống thì chịu được mấy ngày đó là cũng cực kỳ giỏi. Những đức khen quý vị là Phật tử đặc biệt tuyệt vời giỏi. Cuộc đời những đức đi đến đây gặp quý vị, những đức cũng cảm thấy quá mừng rồi. Đủ rồi, đi về Cực Lạc được rồi đó. Đặc biệt quá mà, thấy không? Không ngờ mà, không ngờ đi tu mà lại có bao nhiêu tình cảm như vậy. Hiểu không? Quá tình cảm đúng không cậu? Tội nghiệp bà già mới ngồi kế bên. Mình chùi khen thì người ta không thương bằng chùi tay. Bà cụ có hỏi là thầy đổ mồ hôi sao thầy không lấy khăn thầy chùi. Mình chùi bằng tay người ta thấy thương hơn bà cụ. Không có khi những đức lễ Quan Âm Bồ Tát á, mà những đức mà bị đổ mồ hôi vô con mắt á, quý vị phía sau thì thấy tệ tội nghiệp lắm, cảm động lắm. Nhưng mà những đức cũng làm thêm cho quý vị cảm động. Khi những đức làm nè, không, mình làm cho người ta cảm động. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok, những đức không có mệt đâu, nhưng mà những đức làm bộ mệt. Làm bộ mệt cho người ta thương. Hiểu không? Mình làm nhiều cách để cho người ta thương mình. Nghe không? Để người ta dính mắt mình chơi. Anh nói tội nghiệp tí ghê. Làm gì mà không mệt. Hiểu không? Nhìn cũng biết đúng quý vị. Mặt đỏ như ông táo mà làm gì không mệt. Bây giờ niệm lễ vậy mà sao mệt được quý vị, sức người mà. Cũng là quá cố gắng à. Cố gắng quá rồi đó quý vị ơi. Nếu như mà lần này mà 4 ngày thì quý vị nghỉ, ngày mai còn ngày nữa thấy không. Nhưng mà ngộ lắm quý vị. Cái sức những đức là càng về sau là nó càng khỏe. Lạ như vậy đó. Giỡn đâu. Cái này là gì? Phật Bồ Tát gia hộ. Ví dụ như mình đang nói chuyện gì đây, là Phật Bồ Tát đang phóng quang chùm mình ở đây nè. Nguyên một cái pháp hội này đang chùm quý vị lại. Nên quý vị ngồi nóng mà chút nó hết nóng nè. À, một chút là nó hết nóng ngộ. Giờ này là nó tương đối rồi nè. Quý vị thấy nó hoàn toàn nó nhạt với cái sự nóng nảy rồi đó. Vì sao biết không? Vì nó nóng quá, bây giờ nó hết nóng. Hiểu không?
Có cái bà kia bà đổ mồ hôi ướt mình hết. Bà nói thầy ơi quá trời đổ mồ hôi luôn. Nhị Đức nói bà yên tâm, bà đổ mồ hôi một chút nó mát quá. Bà thiệt quý vị, mồ hôi nó đổ một chút nó mát lắm nghe. Tại vì nó ướt mình chứ người sao không mát. Nên mỗi một con người mình thật sự mà nói thì cái tình cảm này mà người ta về là gì sao? Vui quá. Nó có những cái đạo lý mà khi quý vị nghe rồi tự nhiên quý vị thích. Và nó cũng có luôn cái việc mà giúp cho quý vị khi vui, khi được nghe pháp. Nó đầy đủ hết trơn rồi còn cái gì nữa. Mà quý vị thấy rằng là những đức nhiệt tình gì mà có một người nào mà như đức nói quý vị phải đi vô vé trả tiền không? Không có mà đúng không? Cực lực hết mình. Một câu hỏi mình nè. Muốn cầu siêu cho thai nhi không biết phương pháp nào là thù thắng nhất? Có người hỏi rằng bây giờ con muốn cầu siêu cho những thai nhi bị nghiệp phá thai, như vậy thì phương pháp nào thù thắng nhất? Hình như bài giảng này những đức ngày xưa cũng từng có giảng ấy. Những đức nói không có phương pháp nào đặc biệt bằng niệm Phật hết, 100% luôn. Vì Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện rằng chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta. Nhớ hai cái chữ tin ưa. Cái bổn nguyện mà quý vị phải nhớ hai chữ tin ưa. Tin ưa là niệm lâu dài, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm được một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Không, đặc biệt chưa? Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Bây giờ tạo tội ngũ nghịch như cái thằng mới hổm nó chặt đầu mẹ nó là tạo tội ngũ nghịch thôi đó quý vị. Chặt đầu mẹ liền vô cái thùng rác. Công an đến hỏi cái gì đây? Nó là cái đầu chứ cái gì. Tại vì thật sự mà nói nó cũng bị hút chích gì đấy quý vị. Loạn trí. Rồi mẹ la tức quá vớt bà mẹ luôn. Thấy không? Đó là tạo tội ngũ nghịch. Rồi bây giờ nghe tịnh độ, nghe Phật pháp mà không tin mà còn phỉ báng, gọi là phỉ báng chánh pháp. Vị nhớ, nếu như tịnh độ này mới bị phỉ báng thì gọi là phỉ báng chánh pháp. Vì thời Đức Phật còn tại thế thì chánh pháp là trì giới. 1000 năm sau thiền định là chánh pháp. Thờ mạt pháp niệm Phật, Phật quyền ký thành tựu thì thờ mạt pháp niệm Phật gọi là chánh pháp. Và quý vị nhớ rằng pháp môn tịnh độ này toàn là chánh pháp. Thời Đức Phật còn tại thế thì bà Bi Đề Hy tu cũng chánh pháp. Bà thờ tu thiền định dẫn có người niệm Phật thành tựu là chánh pháp. Thờ mạt pháp càng phải niệm Phật, nên thờ mạt pháp đúng là càng gọi là chánh pháp. Quý vị gặp một cái pháp mà ba cái chánh người đi đến cái pháp, quý vị là số 1. Thật sự là số 1. Tuyệt vời. Nên bây giờ tất cả những cụ già, những người vừa nghe cái pháp này, là quý vị về cứ áp dụng cái pháp này đi. Đi đứng nằm ngồi nhớ nè. Nhớ đi đứng nằm ngồi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cứ thường niệm Phật đi. Có cái máy niệm Phật nhỏ này cứ đeo đi. Cứ đeo lúc nào cũng bật để nhớ. Chiếc máy nghe pháp này đi đâu cũng cầm theo nghe, làm ruộng làm rẫy cầm theo nghe, nghe để nhắc nhở mình. Trong đây có điều niệm Phật, điều hộ niệm đầy đủ hết nằm trong đây nè. Thấy đúng là đưa lên tịnh độ giảng một phát càng ngày càng ầm ầm về cái kinh không? Tiếng nó làm như nó kinh thiệt chứ. Đúng là cái pháp môn tịnh độ này là trong cái thời chánh pháp. Khi nói tới tịnh độ một cái là giống như nó có một nguồn năng lực gì quý vị. Nguồn năng lực Di Đà chứ năng lực gì. Tán thán bổn nguyện của Ngài mà quý vị. Thì quý vị phải nghe như vậy để nhắc nhở mình. Rồi mình dùng cái phương pháp niệm Phật này để chỉ dẫn cha mẹ mình, để dẫn dắt cha mẹ mình. Những người tật nguyền, những người bệnh đau, những người phá thai nên niệm Phật. Những người giàu nên niệm Phật, những người nghèo nên niệm Phật, những người học thức nên niệm Phật, người dốt nát nên niệm Phật, ai cũng nên niệm Phật để sanh cực lạc. Nên niệm Phật đi. Mỗi ngày vui, quý vị thấy không? Những cái 3-4 ngày tiếp quý vị mà lúc nào cũng đạt.
Cười là đạt rồi còn gì. Nếu như mà không đạt là đứng lên đi ra liền. Ai ép quý vị ở đây? Ai ép quý vị? Tâm mình thật sự là muốn ngồi, đúng không? Muốn ngồi mà, phát tâm mà, ai mà ép được mình? Không thích rồi không ai ép mình đâu quý vị à. Nên trong đây rất là nhiều người phụ nữ và cũng rất nhiều người nữ phá thai. Quý vị có thể nghe Phật pháp, rồi quý vị có đi đến chùa chiền ghi bài vị để gỡ con ở chùa chiền, để mong cho cháu được siêu thoát. Khi quý vị nghe rồi quý vị cảm thấy rằng mình đã làm cái chuyện phá thai là một điều đáng tội lỗi rất là lớn, tội nghiệp cho cháu. Cháu làm cô hồn vất vơ vất vượng, và cháu nhìn được mẹ của mình sinh em, sinh chị, sinh ra anh để nuôi, mà tại sao mẹ của mình lại bỏ mình? Nên cháu rất buồn, rất hận. Cháu tìm mọi cách để làm sao phải phá cái gia đình này cho tan nát. Nên gia đình lộn xộn lu bu. Và đứa con hư này, cháu khiến cho đứa con này bé hư, đi ăn cắp tiền của cha mẹ để cho gia đình này phải khổ, phải nghèo, phải tan nát. Dùng mọi cách luôn. Ghê chưa? Bây giờ quý vị ghi bài vị gỡ vào chùa chiền này kia chưa chắc giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phương pháp giải quyết vấn đề tận gốc là gì? Đi đến đạo tràng niệm Phật, một pháp hội lại Quan Âm như vậy, để cùng tu hồi hướng cho cháu. Và cháu khi nghe như vậy rồi thì mở cái tâm ra, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nếu như các con theo đòi nợ hoài thì đau đau kiếp kiếp của các con phải đọa lạc. Con đẩy người ta vào địa ngục thì con cũng đi vào địa ngục. Con đường người ta đi, mình đẩy người ta đi thì mình phải đi theo con đường đó. Còn nếu như mình đẩy người ta đi về cực lạc thì mình cũng sẽ nắm đuôi đi theo về cực lạc, đúng không? Mỗi một con người chúng ta, quý vị đang đẩy người ta đi đâu, quý vị sẽ đi theo đó. Đừng bao giờ nói hại người. Hại người là hại mình đấy. Hại người thì giống như ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chưa đến giờ quay lại trúng mặt mình. Hại người là như vậy đấy. Chửi người cũng là như vậy đấy. Cái bài chia sẻ Phật pháp này nó hơi bị đi vào sâu 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 lắng quý vị, chứ không giỡn đâu nghe. Sâu sâu lắm. Đúng không? Đó. Nên nó nói như vậy nó cũng mệt đó quý vị. Nhịp tim nó đập. Thôi. Quý vị biết rằng không, nhưng mà những đức thấy xứng đáng. Bây giờ có mệt gục ngã tại chỗ này, bây giờ cái chặng này mình phải làm cho tới. Vì sao? Vì cái tấm lòng người ta dành cho mình bao nhiêu, trả lại bao nhiêu mà. Vậy đó. Chiều nay tính sao, còn bây giờ cứ làm tới đi con, cần cổ. Hiểu không? Chứ bây giờ mình dưỡng nó sao giảng. Không lẽ mình lên kính chào quý Phật tử, thầy hôm nay nói chuyện một chút xíu, rồi chiều nay thầy sẽ lại Quán Âm Bồ Tát, nên âm điệu của thầy sẽ nói nhẹ nhàng lắm. Quý vị có khỏe hay không? Khỏe nhưng mà có thấy thầy mệt. Ngồi dưới một chút. Quý vị cố gắng mở mắt ra để nghe. Thầy giảng con chịu không nổi, xin phép thầy con đi ra ngoài. Số lượng đông người lằn mòn đi một chút, còn có hai bà già. Hỏi vì sao hai bà già không đi? Nói hai tôi đi không nổi. Cứ còn cái hai bà già đi không nổi rồi, thất bại hoàn toàn luôn, thấy chưa? Bể xô rồi. Từ đó vì sao mà nghe nói buổi giảng của mình là người ta chạy mất dép? Vì sao chịu không nổi? Ngồi giống như bị cha bắn vậy đó. Nói gì đâu mà nó nhẹ nhẹ, còn hơn là ru mình đi ngủ nữa. Bây giờ người ta ngủ thì mình lên mình ru. Gió mùa thu mẹ ru à con ngủ. Thấy không? Ví dụ như bây giờ ru thì phải cho nó mùi, đúng không? Còn cái này là giảng pháp, phải là như là một cái âm điệu hải chiều. Đúng không? Thì mới nghe được. Còn lên mà ru kiểu đó thì trời ơi, ngủ chạy đúng miếng đục luôn.
Thấy không? Cái này là nguy hiểm lắm các quý vị. Nên từ nơi đó mà phải hải chiều âm. Nói vậy thấy cái danh hiệu hải chiều âm chưa? Lại Quan Âm mà đến lúc mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Chiều Âm. Ồ, ai cũng vỗ tay mừng quá trời luôn. Thấy không? Đặc biệt vô cùng. Bởi vì những đức nói rằng sau này những đức chết đi sẽ để lại bao nhiêu tình cảm với quý vị. Vì có một ông thầy đến với cái cuộc đời này kinh quá. Hiểu chưa? Mở ra cái màn lịch sử đó là gì? 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên tất cả những người quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đi cùng nhân đức để làm cái đầu não này, để dẫn dắt người ta, là cuộc đời quý vị đã đủ duyên rồi. Điện chớp liền, thấy chưa? À, còn những hội chúng này gặp nhau ngồi đây trong cái thời cuộc này, và sau này đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, quý vị sẽ cảm giác thấy rằng cuộc đời của mình vô cùng có ý nghĩa. Vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ đáp lại tình nhau bằng cách là chúng ta nhiệt tình đối với Phật Pháp, hết lòng hết dạ, cho đến khi ra đi của mình là gặp nhau ở cực lạc vui vô cùng. Quá vui, quá vui luôn. Thấy chưa? Mấy cái đoạn cuối cùng gần kết thúc này nó dữ dằn lắm quý vị. Hiểu không? Đã là kết thúc và nó yếu yếu thì không có cái gì mà đặc biệt hết. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng quý vị mà nhiệt tình gì nghe, khi về gặp Phật Di Đà ngày khen quý vị dữ lắm. Thí dụ những đức mà nhiệt tình kiểu này mà những đức về chánh gặp Phật Di Đà, ngài nói con đức ngoan lắm. Tất cả việc gì con làm ta đều thấy rõ ràng. Con đưa đi đến đây được bao nhiêu người cũng được, nhưng qua cái hành động của con làm, ta khen con, ta tán thán con ngoan được đức. Còn mình không hết lòng hết dạ về, Phật Di Đà gặp mình nói con về cũng tốt, nhưng con chưa hết lòng hết dạ. Con làm việc con còn dưỡng sức nhiều quá. Hãy chi con ăn chơi con dưỡng sức, thấy không? Thì còn có thể, nhưng mà tu mà con cũng dưỡng sức, thuyết pháp mà con cũng dưỡng nữa. Cơ hội thì mày làm đại đi, mày dưỡng làm gì? Mai mốt mày yếu mày chết rồi mày có làm được đâu mà mày đi dưỡng sức anh đức. Thầy đã dạy con quá trời mà bây giờ tôi kêu mày là gặp cái chuyện độ sanh là mày phải hết lòng hết dạ. Mà mày không nghe tao mà bây giờ mày về đây mày gặp tao mày đi vứt mắt cho tao. Đi vứt mắt cho tao nghe đi. Còn những người hộ trì Tam Bảo về cực lạc, Đức Phật khen quý vị biết hộ trì. Con thông minh con biết hộ trì. Còn cái người không biết hộ trì mà về đó Phật Di Đà chắc không khôn khéo. Mày hộ trì ngay cái ngôi chùa không tu hành gì hết chứ. Có 2-3 người mà mày đem vô đó, mày để trong đó làm cái gì trong đó? Họ không có cái duyên làm được lợi ích mà mày đem vô đó mày làm cái gì? Mày năm cuối tao quýnh mày 1 cây bây giờ. Cho mày biết. Nói nó vui vui nhưng mà thật sự nó có cái tình lý bên trong. Hiểu không quý vị? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người ta có 2-3 người thôi. Người ta không có duyên giúp chúng sanh được, bị đem lại, bị để vô đó làm gì? Trong khi người ta y y đây nè. Cái nồi cơm người ta đang cặn bự ra để mà cho nhiều người được ăn nè. Tại sao không đem lại đây để cho người ta ăn? Mình đem lại nơi mà người ta không ăn để cho người ta chứa hả? Chứa để móc meo hư hả? Sao có công đức? Mình phải bỏ hạt giống làm sao đúng vào mảnh đất phù sa thì mới đặc biệt. Quý vị thấy không? Phải nhận thức chứ. Phật Pháp là trí tuệ mà, chứ đâu phải là kêu quý vị để mà cần tiền này đâu. Phật Pháp là tùy duyên thôi, nhưng mà phải dạy người nhiệt tình. Phải làm đúng, nhiệt tình thì làm. Con người mà đã làm nhiệt tình là không sợ gì hết trơn á. Tại vì sao? Mình làm đúng mà. Giống như giờ Hòa Thượng ngày có tiền là ngày xây chùa hết trơn. Quý vị tại sao không cúng cho ngày xây chùa để nhận đức nuôi người già? Đúng không quý vị? Đó, nên cái việc đó là cái việc kết hợp của một đời người khi gặp nhau đến với cái cuộc đời này, mà gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa trong cái thời cuộc này. Chúng ta là con người có góc độ nhận thức thì nhìn được cái thời cuộc con người đó đang phát triển. Chú
ta đầu tư liền. Đầu tư con người gặp thờ là con người thông minh. Chứ con người hết thờ đầu tư làm gì? Họ hết thờ rồi, mình có đầu tư cho họ cũng là uổng công vô ích, hiểu không? Đầu tư có người gặp thờ á, mà thờ gì? Cái thờ của họ tu đạo đức mình đầu tư, có đức mặc sức mà ăn. Nhớ câu có đức mặc sức mà ăn nha quý vị, có những đức mặc sức mà ăn. Quý vị lại cho ông sáu mối hồng danh có cái câu nghe: nhất tâm đảnh lễ nam mô đức niệm phật. Đọc coi có câu đó không? Mà những câu gần cuối cùng chữ đức rất là nhiều nghe quý vị. Thì những đức nói quý vị có đức thì mặc sức mà ăn, mà quý vị hôm nay quý vị có những đức thì tha hồ mà cười. Cái gì cũng cởi mở được hết đó, đúng không? À, thì bây giờ quý vị biết rằng tối đêm nay chúng ta lại Quan Âm Bồ Tát xong thì chúng ta không thể nào gặp nhau chào nhau hết được. Nhưng mà chúng ta có thể chào tập thể, là chúng ta mỗi người chúng ta trở về cái nơi ở của mình, cái nơi mà gia đình của mình, rồi mình nên đem Phật pháp mình áp dụng nơi cái gia đình của mình để mình sống cho thật là tốt. Đừng có nên buồn giận hay để trong tâm, cỡ mở những thứ đó ra hết đi, rồi thành tâm niệm Phật. Cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, ngày nay là ngày 19 tháng 2 quý vị. Chiều nay chúng ta lại năm trong danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Bữa nay chắc ngày Chủ Nhật đông dữ lắm. À, nên suốt mấy ngày nay ngày nào mình cũng đi thực ngày 2 lần. À, chúng ta đi đến đây tu chư hương linh về đây cũng rất là đông. Từ nơi đó khi cúng thí thực niệm Phật nghe pháp ai cũng hoan hỷ lắm. Nên chư hương linh nào thích ở chùa thì mình ở chùa mình tu, mỗi ngày đều được cúng thí thực nghe. Nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ nãy như Đức nói hết trơn rồi đó. Bây giờ chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nguyện nhờ công đức này mà người nào cũng được bình an và vui vẻ niệm Phật, cuối đời đều hướng về cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và những người chết vì chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau nhớ cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung tự thực biến thập phương nhất tiết cổ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung tự thực biến thập phương nhật tiết cô hồn công. Vô cập nhật tiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà và việt nhật ra hồng, gia trì
thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô ơi hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì nhớ là khi nhà đình, gia đình có đám giỗ này kia đó, mà mình được lễ Phật một thờ, mình cúng là thù thắng lớn dữ lắm. Ngày xưa có một vị nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, ông nói một câu rằng khi ông đi tìm mộ liệt sĩ mà ông niệm Phật hương linh vui dữ lắm, mà cúng chay mà niệm Phật thì hương linh cực kỳ vui luôn. Nên quý vị thấy cái nghi thức những đức cúng rất là gọn, nhưng mà những đức lại niệm Phật. Tại vì cái pháp niệm Phật nó thù thắng lắm. Trong kinh Phật nói là tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Mà cái pháp thì bình đẳng, mà vì sao niệm Phật là trên nhất? Vì tiện tu, nên mỗi lúc mỗi nơi tu được. Tụng kinh thì phải có ngồi chỗ nào tụng, trì chú là phải lập đàn hoặc là ngồi chỗ nào nghiêm túc trì. Nhưng niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được. Nên nói niệm Phật là đỉnh cao nhất. Nhớ nghe quý vị. Nên khi cúng tuy gọn nhưng mà niệm Phật gì nè, hương linh ta nhờ lớn dữ lắm. Nhờ rất là lớn luôn. Nhớ nghe. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nè. À, cái công đức phóng sanh rất là lớn. Quý vị đi về đây chúng ta bỏ tịnh tài ra phóng sanh là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Chúng ta quy y cho những chúng sanh này là pháp thí, thì sanh ở nơi nào chúng ta cũng thông minh và trí tuệ. Và chúng ta thả chúng sanh này bay đi, đó là tu hành vô ý thí. Mình sanh ở nơi nào cũng có sức khỏe và sống lâu. Nên tất cả những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra và nãy giờ nghe pháp môn tịnh độ rồi, thả ra ở xung quanh chùa, nghe danh hiệu Phật, chúng sanh người ta đều nghe hết quý vị à, 100% luôn. Cũng như mình nuôi con chó trong nhà mà mình thương nó đến gần, mình chỉ cần nó gặp mình là nó chạy đến gần. Mà quý vị thử cầm cây, quý vị đánh nó một phát đi, là nó gặp quý vị nó bét 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 bét, nó tránh xa ra liền. Nó biết rõ ràng ai thương nó.